Xin chào tất cả các bác. Trong clip này em giới thiệu các bác tiếp một con máy rửa bát Panasonic TR3. Một con máy đầy đủ full tính năng của Panasonic. Đối với máy rửa bát thì tất cả các model tính năng đều giống nhau các bác nhé. Đắt tiền hay rẻ tiền thì đều như vậy cả. Nó chỉ khác nhau về năm sản xuất thôi. Còn về hình thức, kích thước này, chiều ngang này giống nhau hết. Riêng dòng TR, từ TR3 cho đến TR7 mẫu mã y hệt. Đấy ạ. Không khác gì, tính năng y hệt, kích thước y hệt các bạn, không có khác gì nhiều các bác nhé. Đấy, một con TR3 sản xuất năm 2010, đấy. Đầy đủ gồm cái Econavi rửa nước nóng 80 độ. Những con mà nó không ghi cái nước nóng 80 độ này thì nó mặc định là ở chế độ rửa tiêu chuẩn nó vẫn rửa với nước nóng 80 độ các bạn. Còn cái đời TR3 trở lên này thì nó sẽ làm cái nút tắt bật, mình gọi là tắt bật đi thôi. Còn máy nào thì cũng rửa với nước nóng 80 độ hết nhá. Nhưng một số bác nghĩ là nó lại rửa với nước nguội, không máy nào rửa nước nguội cả. Tất cả đều phải rửa với nước nóng hết thì mới sạch được. Đây là máy xo đun nước các bạn này. Một chiếc TR3 khá ok luôn. Chiếc này em bán 3,2 triệu, bảo hành 1 năm. Mã số 4, bác nào nhu cầu lấy các bác alo nhé. Chào các bạn.